Xin chào, chào tất cả các bạn đã trở lại kênh của mình ngày hôm nay. Ngày hôm nay thì mình chia sẻ cho tất cả các bạn cách tạo ra một cái video có cái dòng chữ phía dưới nha các bạn, như các bạn đang thấy nè. Rồi, để biết mình làm như thế nào thì bây giờ mời tất cả các bạn cùng theo dõi tiếp video này của mình ha. Rồi, trước tiên các bạn tải giùm mình cái ứng dụng cáp cấp này nha các bạn. Rồi, sau khi các bạn tải xong, mình sẽ vào cáp cấp ha. Ở đây thì các bạn chọn dự án mới nè. Rồi các bạn tìm cái video của mình ha. Tiếp tục các bạn nhấn vào chữ thêm nè. Rồi, ở đây các bạn nhấn vào chữ văn bản ha. Ở văn bản này các bạn chọn là phụ đề tự động ha. Rồi, các bạn cứ để y nguyên như vậy luôn ha. Các bạn nhấn vào chữ bắt đầu nè. Rồi, ở đây nó sẽ xuất hiện cái phụ đề tự động ở phía dưới này nha các bạn. Đây, bây giờ mình sẽ chọn là chỉnh sửa hàng loạt nha các bạn. Đó, rồi các bạn nhấn vào từng từng cái chữ mình chỉnh sửa ha. Đây, các bạn nhìn cái chữ A nè, hai chữ A nè. Đó, các bạn ấn vào. Rồi, ở đây nó có phông chữ, phong cách, hiệu ứng động, bong bóng. Ở đây các bạn có thể điều chỉnh tất cả những cái trên đây nha các bạn, nhưng mà mình chia sẻ các bạn là cách đơn giản nhất ở cái phần phong cách nè. Đây, đây mình sẽ tìm cái phong cách này ha. Đó, rồi nôm na cái đơn giản nhất mình chia sẻ cho tất cả các bạn là như vậy. Các bạn có thể tìm hiểu thêm và có thể cài đặt nhiều cái hay hơn nha các bạn. Rồi xong thì các bạn nhấn vào dấu tích nè. Đó, rồi bây giờ mình chạy thử video các bạn, nhấn vào cái mũi tên nè. Đây các bạn, những cái dòng chữ phía dưới này nghe các bạn. Đó. Rồi. Cũng khá là đơn giản nha các bạn. Các bạn cũng có thể thay đổi phông chữ đây cho nó đẹp hơn nha các bạn. Các bạn nhấn vào đây. Rồi, các bạn vẫn tiếp tục là chọn chỉnh sửa hàng loạt nè. Rồi, các bạn nhấn vào ngay trong cái chữ đó ha. Các bạn nhấn vào chữ A thì các bạn tìm đúng cái phông chữ mà yêu thích của mình là được nha các bạn. Ở đây mình có những cái phông chữ của mình đây nè, mình có thể thay đổi bằng phông chữ của mình nha các bạn. Đây. Đó, những phông chữ đây rất là đẹp nha các bạn. Rồi ha, mình xin tạm dừng video đây nha các bạn. Hẹn gặp lại tất cả các bạn ở những video tiếp của mình ha. Xin chào.